Hello, xin chào anh em nhé. Ấy, chúc anh em buổi tối vui vẻ. Thì ở video này nhé, mình sẽ tổng kết gọi là cái ngày đầu tiên mình làm cái series 7 ngày tân thủ bên server chung anh em nhé, cũng như là giới thiệu cho anh em và review cho anh em một số cái sự kiện hay là gọi là một số cái event trong cái hoạt động 7 ngày tân thủ ở bên server chung nó có điểm khác so với bên server Việt Nam và bên server Âu anh em nhé. Đấy, đầu tiên thì hiện nay thì mình chơi là bắt đầu là vào 12 giờ đêm đấy, ngày gọi là 0 giờ đêm ngày hôm nay, tức là ngày thứ năm, thì đến bây giờ là 19 giờ anh em ạ. Thì bây giờ nè, mình đã mua full rồi, hiện nay mình đã mua full cái khiêu chiến nhanh rồi. Thì hiện nay là level của mình mới có level 27 thôi. Về lực chiến hiện nay thì chỉ có mới có 42.000 thôi. Nhưng rất may là mình đã tham gia được vào một cái hạm đội rồi anh em ạ. Đấy đấy là về cái lực chiến nhá và cái level. Về đội hình của mình thì hiện nhờ vào cái bộ cốt và gọi là bộ cốt chung ấy và cái sự may mắn mở vé thì hiện nay thì đội hình của mình thì được mỗi một con là Kuano Zoro là ngon nhất. Đấy, ngoài ra thì mình gọi đang chơi những con còn lại, những con tướng phút thôi. Ivan Cope này, Brock này, Bergy và Rogue Lucy. Đấy, ngoài ra trong đội hình của mình thì hiện nay về tứ hoàng là mình có ba em Vista này anh em ơi, một em Moria đấy, và một em Garp và một em Rogue Lucy nữa và một Crocodile anh em nhé. Đấy là tổng trong cái ngày đầu tiên của mình thì là nó là như vậy anh em ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em một số cái chế độ mới ở cái bên server chung gọi là 7 ngày tân thủ anh em nhé. Đầu tiên phải kể đến anh em nhé, đầu tiên phải kể đến là ở cái chế độ là quay vé cao. Đấy, quay vé cao anh em có thể nhìn thấy ở góc bên phải đấy, phía dưới màn hình này. Thì nếu như ở bên server Việt Nam thì nó sẽ không có cái chế độ là cái phần quà là khi anh em triệu hồi tướng theo nhiệm vụ và nâng cấp tướng, thì ở đây bên server chung là mới cập nhật bắt đầu từ tuần trước là nó sẽ có cái nhiệm vụ này. Đấy, cái nhiệm vụ này thì anh em đây, anh em mình vào cho anh em xem này. Đây, nhiệm vụ này thì anh em có thể hiểu là cái yêu cầu của nhiệm vụ này nó là yêu cầu là trong vòng 7 ngày tân thủ, một là khi anh em triệu hồi được con tướng Wano Zoro đấy, và đấy anh em sẽ được nhận phần quà. Nếu về VIP không thì triệu hồi được tướng 5 sao anh em sẽ được một phần quà. Đây, được một phần quà là mở ra bất kỳ là đá tiến cấp hoặc là Belly hoặc là kinh nghiệm. Đấy, thứ hai là khi anh em nâng cấp được Zoro lên 6 sao thì anh em sẽ được 10 vé. Đấy, nâng lên đến 7 sao thì anh em sẽ được một dương quà gồm hai trang bị là 4 sao màu vàng, và khi em nâng đến 8 sao thì được hai trang bị còn lại là màu vàng 4 sao. Đấy, khi anh em nâng đến Zoro đấy, Wano đến 9 sao thì anh em sẽ được một rune tím. Ngoài ra thì nó sẽ có các mốc đấy, anh em nạp tiền theo gọi tệ của Trung Quốc, ví dụ như là nạp 12 tệ thì được 90 mảnh Zoro 4 sao và 10 vé cao cấp chẳng hạn. Đấy, còn nếu mà anh em nên nạp đến 198 tệ chẳng hạn thì anh em sẽ nhận phần quà là 3.000 đá tiến cấp này, 5.000 đá Haki. Đấy là ví dụ như vậy. Đấy, và đặc biệt là ví dụ nạp 198 tệ mà ở cái mốc là nâng đến Zoro 8 sao thì anh em sẽ có một copy Wano Zoro nữa. Đấy, đấy là cái nội dung cái sự kiện thứ nhất là khác so với bên Vercel ở Việt Nam, thì mình giới thiệu anh em như vậy. Sự kiện thứ hai ở đây là cái phần quà đăng nhập 8 ngày đầu anh em nhé. Phần quà đăng nhập 8 ngày đầu thì nếu như ở bên server Việt Nam thì 8 ngày đầu thì ở phần quà thứ hai là nó sẽ cho anh em là Jinbei đúng không? Và ngày thứ sáu là mình xin lỗi, ngày thứ 8 nó sẽ cho anh em là con tướng Doflamingo. Thì hiện nay ở bên server chung ấy, nó cập nhật và nó thay đổi là ngày thứ hai nó sẽ cho một dương chọn tướng bất kỳ, và ngày thứ 8 đấy là hai cái ngày này nó sẽ cho nhận dương nhận tướng bất kỳ. Đây anh em có thể thấy đầu tiên là Zoden này, Nami này, Frankie, Enen, Kit này, Garp này, Akainu này, đặc biệt là có con tướng là Kuzan này. Đấy anh em ơi, Kuzan này, Kizaru này, Doflamingo và Jinbei. Đấy, nhưng mà đặc biệt là ở trong cái dương chọn tướng này thì anh em được chọn đấy, một trong các con này thì nó có hai con, một là Kuzan, hai là Enen, là hai con là anh em rất cần trong giai đoạn đầu để dọn map. Thế ấy, thì mình khuyên anh em là khi cày ở server chung thì anh em nên chọn cái con tướng là Kuzan này nhá. Đấy thì nếu anh em là may mắn thì sau 8 ngày thì ở đây anh em đã được hai copy Kuzan rồi thì mình chắc chắn là anh em sẽ lên được Kuzan 7 sao hoặc 8 sao. Đấy, hoặc ít nhất thì cũng phải 6 sao.
Đấy, đấy là một cái điểm hay ở bên server Trung Quốc, đấy, nó cập nhật là như vậy. Đấy là cái tính năng thứ hai. Cái tính năng thứ ba là tính năng là đua top lực chiến anh em ơi. Đua top lực chiến thì hiện nay bên server Việt Nam là chưa có. Đấy, nhưng bên server Trung thì cũng mới cập nhật. Đây anh em ơi, đua top lực chiến này nhá thì cái phần quà nó rất là hấp dẫn luôn. Đấy anh em có thể thấy là phần quà top 1, đây phần quà top 1 anh em ơi. Yêu cầu của phần quà top 1 là lực chiến của anh em là phải đạt mốc là 500.000 lực chiến trở lên. Đấy thì top 1 phần quà là được một huy hiệu. Đây được một huy hiệu. Thì cái chế độ huy hiệu này ở bên server Việt Nam thì còn rất lâu nữa mới mở, nhưng ở bên server Trung thì cũng mới mở khoảng một tháng gần đây. Nó sẽ tăng công và thủ cho toàn team. Đấy là cái thứ nhất là huy hiệu. Đấy, cái thứ hai là top 1 sẽ được 300 mảnh tướng Big Mom, tương đứng ứng với ba con tướng Big Mom anh em ạ, là đủ để anh em có thể nâng Big Mom lên 9 sao. Và phần quà thứ ba cho top 1 là hai bù nhìn 6 sao. Đấy, hai bù nhìn 6 sao hệ tứ hoàng. Đấy, rất là ok luôn. Và phần quà thứ tư là 50 vé cao. Đấy là top 1 anh em nhé. Top 2, top 3 yêu cầu cũng là phải lực chiến 500.000 trở lên. Đấy, phần quà thì cơ bản giống nhau. Tuy nhiên chỉ khác là ở cái phần vé cao thì top 2 là 40 vé và top 3 là 30 vé. Cái phần quà này top xếp hạng này anh em ơi. Thì cái phần quà này nhé. Đây, nó sẽ phần quà cho 1.000 người chơi tất cả. Trong đó top 1, top 2, top 3 là phần quà riêng. Top 4, top 10 là phần quà riêng. Phần quà riêng của top 4, top 10 thì ở đây nó có một cái điểm đặc sắc là cái dương san tóc đỏ này này. Thì anh em có thể được chọn một tướng bất kỳ đấy trong hệ tinh anh. Ví dụ như Kata này, dâu trắng này, san tóc đỏ này. Về hải tặc thì có Zoro, Luffy, Law. Về hải quân thì có Senoku, Fuji và Kuzan. Và về thất vũ hải thì có Bo Tân Thế Giới này, Nawano này và Mihawk. Đấy rất là hay luôn. Đấy từ top 11 đến top 20 thì anh em sẽ nhận được 100 đấy, cái mảnh tướng 5 sao. Đấy từ top 21 đến 50 thì nhận được 50 mảnh tướng 5 sao và 20 vé cao. Còn từ 51 đến top 999 thì anh em sẽ được một con tướng 5 sao và 10 vé cao. Nhưng yêu cầu ở đây anh em ạ, yêu cầu ở đây là anh em phải đạt tối thiểu là 50.000 lực chiến mới được xếp hạng anh em nhé. Ví dụ như ở đây của mình ngày đầu tiên mình mới được 42.000 lực chiến thì chưa vào xếp hạng, nhưng chắc chắn là mình sẽ vào được xếp hạng đấy, bởi vì sau 7 ngày mà anh em ạ. Đấy đấy là cái event thứ hai mình muốn giới thiệu với anh em như vậy. Cái event thứ ba của bên server chung đó là event là đua top, gọi là quay vé, đua top quay vé chiêu mộ ở trong tử quán. Thì ở đây đua top chiêu mộ nó sẽ tính điểm như sau này. Nếu anh em quay bằng vé cao thì cứ một vé cao anh em sẽ tích được 20 điểm. Anh em quay bằng vé thường thì một vé thường sẽ tích được một điểm. Anh em quay bằng cái điểm tình bạn thì cứ mỗi lần quay anh em sẽ tích được 2 điểm. Và anh em quay bằng cái đá tinh thể hay là cái đá thể lực ấy, thì anh em sẽ tích được 200 điểm một lần. Và tổng số điểm này nó sẽ để tính xếp hạng đấy trong server của anh em. Đây ví dụ như top 1 thì top 1, top 2, top 3 nhé, nó yêu cầu tối thiểu là phải 20.000 điểm anh em ạ, 20.000 điểm. Đấy, nên ví dụ như nếu anh em quay vé cao nhé thì anh em bỏ một số không này, anh em phải quay 1.000 lần thì vé cao thì mới đạt được cái yêu cầu của cái top 1, top 2, top 3. Đấy, về phần quà thì rất là hấp dẫn luôn. Đầu tiên là một cái huy hiệu này. Đấy, một cái huy hiệu. Cái thứ hai là cũng được 3 dương. Đấy, tướng tinh anh tự chọn. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, cái thứ ba là anh em sẽ được một bộ trang bị là 2 sao đấy, đỏ, và được một rune, cam, được một rune cam anh em nhé. Đấy là như vậy. Đấy còn lại, đây còn lại là các top từ 51 đến 99 thì anh em sẽ được 50 mảnh tướng gọi là 5 sao anh em ạ. Đấy phần quà khá là hấp dẫn luôn anh em nhé. Đấy về cái yêu cầu cơ bản thì đây cái yêu cầu cơ bản đây anh em ơi, hình như là phải đạt được từ 1.500 trở lên hay bao nhiêu đây này. Hiện nay mình ở đây thì lại được 1.209 điểm nhưng mà lại không được xếp hạng này, không được vào xếp hạng này anh em ơi. Đấy, rất là hay luôn. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà nạp hoặc anh em nào chăm chỉ cày thì sẽ rất là ok luôn. Đấy tức là hiện nay bên server chung nó sẽ có 4 cái điểm khác đấy, so với bên server Việt Nam để anh em cày trong cái series là 7 ngày tân thủ hay là 8 ngày đăng nhập anh em nhé. Đấy thì là ở cái video này thì mình muốn giới thiệu với anh em là 4 cái chế độ mới, gọi là cái event mới ở bên server chung khi anh em chơi server mới series 7 ngày tân thủ và 8 ngày đăng nhập.
Đấy, còn đội hình của mình đấy thì tổng kết đến tạm thời đến 19 giờ ngày đầu tiên, gọi là sau bao nhiêu nhỉ, cũng gọi là 12 10 0 giờ này đến 6 giờ đúng không, cũng gọi là hơn 12 tiếng đấy, mình chơi game thì hiện nay là được như này rồi đấy, cũng phải là 18 tiếng rồi chứ nhỉ anh em nhỉ. Đấy thì là tạm thời là như thế, mình hy vọng ngày mai mình sẽ đổi được một số cái con tướng ngon, ví dụ như là Kuzan hoặc mai thì chắc chắn được Kuzan rồi anh em ơi, mai ngày thứ hai nhận dương rồi thì mai mình sẽ làm video để tiếp tục cái series là 7 ngày tân thủ bên server chung nhá. Còn đâu sau cái ngày thứ 8 nhận xong nâng cấp đội hình xong thì mình sẽ làm một video, cái bạn nào comment đầu tiên thì mình sẽ tặng bạn đó cái con ác này nhá, bởi vì con ác này thì mình chơi riêng một tài khoản khác đấy, mình tạo và xác minh ID một tài khoản khác rồi nên anh em cứ yên tâm nhé. Rồi, xin chào anh em, cảm ơn anh em đã ủng hộ video của mình nhé.